Tối qua, Công an phường Hòa Minh phối hợp với đội cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu theo dõi phát hiện đối tượng Lê Trọng Bình, 22 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, có hành vi tàng trữ một lượng lớn vũ khí thô sơ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng trọ của Bình có một thùng hàng, bên trong chứa 23 dao găm, 30 dao gấp, 12 dao mini, 2 khẩu súng ngắn bằng nhựa, 7 khẩu súng ngắn bằng kim loại. Trên vỏ hộp có in chữ nước ngoài. Qua làm việc, Bình thừa nhận số vũ khí thô sơ này được đặt mua từ một trang mạng xã hội có địa chỉ ở thành phố Hải Phòng. Sau khi thỏa thuận số lượng xong, cả hai thực hiện giao dịch bằng hình thức gửi bưu phẩm qua một công ty chuyển phát nhanh, giao hàng tiết kiệm có chi nhánh ở Đà Nẵng. Công an quận Liên Chiểu đã tiến hành lập hồ sơ tạm giữ lô hàng và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.